Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc vừa có quyết định thiết lập cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực phường 4 để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thành phố Sa Đéc thiết lập cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực phường 4 gồm 1.141 hộ với 4.842 nhân khẩu trong thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 22 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2021. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 4 đã phân công các lực lượng thực hiện các biện pháp giám sát phòng chống dịch đúng quy định, đồng thời triển khai các phương án điều phối, đảm bảo nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa, phối hợp các ngành, đoàn thể thành phố, hỗ trợ người dân đi chợ thông qua các đội shipper áo xanh trong ngày đầu. Các mạnh thường quân đã ủng hộ địa phương 2 tấn gạo, 2.000 quả trứng và rau củ quả cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa. Được biết, tính đến 11 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2021, phường 4 đã ghi nhận 47 trường hợp mắc COVID-19 và 9 trường hợp nghi nhiễm. Trong ngày 29 tháng 7, ngành y tế sẽ tiến hành xét nghiệm PCR mẫu gộp cho toàn bộ người dân phường 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.